Vào ngày hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long bắt đầu giám sát tình hình thực hiện nghị quyết năm 2023 của tỉnh ủy tại các địa phương trong tỉnh nhằm đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Tại huyện Mang Thít, chiều nay, đoàn giám sát của tỉnh ủy do ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm phó trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Mang Thít. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Báo cáo với đoàn giám sát của tỉnh ủy, huyện ủy Mang Thít cho biết đến cuối năm 2023, huyện ước thực hiện đạt và vượt 14 trên 17 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết. Trong đó, nổi bật là thu ngân sách vượt trên 25% chỉ tiêu so nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo giảm, xây dựng khu dân cư ấp kiểu mẫu vượt chỉ tiêu nghị quyết. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được thực hiện tốt. Nhiều mô hình phát triển kinh tế, làm ăn có hiệu quả được địa phương hỗ trợ nhân rộng. Công tác xây dựng đảng được tăng cường. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá rất cao nỗ lực của Đảng bộ huyện Mang Thít trong quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy năm 2023. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, huyện Mang Thít tập trung phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu nghị quyết của năm 2023. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo bước đột phá trong các ngành lĩnh vực huyện có tiềm năng lợi thế, tập trung phát triển kinh tế tập thể, sản xuất với quy mô lớn và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân và doanh nghiệp, quan tâm tập trung công tác xây dựng đảng, thực hiện tốt các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, trong sáng nay, đoàn giám sát của tỉnh ủy do ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế tại làng nghề gạch gốm truyền thống xã Nhân Phú và xã Mỹ Phước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm sạch An An xã Mỹ Phước, trang trại trải nghiệm sinh thái Somo Farm Cửu Long, thị trấn Cái Nhùm,